vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Cuộc đời Trump từ ông trùm bất động sản đến ghế Tổng thống Mỹ gây chấn động. Rất lâu trước khi trở thành một gương mặt quen thuộc trên đấu trường chính trị Mỹ, Donald Trump đã là một biểu tượng đầy hào nhoáng của giới tỷ phú. Là ông trùm bất động sản của New York, cuộc sống của ông Trump cùng những lần xuất hiện trên truyền thông luôn khiến dư luận xôn xao. Nhưng bước ngoặt lớn nhất lại chưa từng ai dự đoán. Năm 2015, ông bước vào cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ, đối đầu với các chính trị gia kỳ cựu và giành chiến thắng bất ngờ. Ghi nhận nguồn tin từ báo Người Lao Động cho biết, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump khép lại với nhiều tranh cãi và sự chia rẽ. Nhưng cuộc hành trình chưa dừng ở đó. Giờ đây, ở tuổi 78, ông lại một lần nữa trở thành ứng viên của Đảng Cộng Hòa, bất chấp thử thách và tuổi tác. Liệu đây có phải là hành trình đưa ông trở lại Nhà Trắng hay là chương cuối cùng trong một câu chuyện không giống ai của người đàn ông từng nhiều lần gây chấn động thế giới? Vào năm 2015, khi Donald Trump tuyên bố ra tranh cử Tổng thống, ít ai nghĩ rằng vị tỷ phú nổi danh với những tòa nhà chọc trời mang tên mình sẽ trở thành một trong những chính trị gia quyền lực nhất nước Mỹ. Ông nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những phát ngôn thẳng thừng, phong cách tranh cử không giống ai và một thông điệp đơn giản nhưng đầy sức nặng, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chỉ trong vòng một năm, ông đã đánh bại hàng loạt đối thủ dày dạn kinh nghiệm trong Đảng Cộng Hòa và bước vào cuộc đua với ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Thắng lợi của ông trong cuộc bầu cử 2016 đã tạo nên một cơn địa chấn chính trị, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nhân chưa từng giữ chức vụ chính trị nào bước vào phòng bầu dục. Ngay khi nhậm chức, Trump đã đảo lộn nhiều chính sách truyền thống, gây sốc với hàng loạt quyết định táo bạo, từ việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đến chấm dứt Hiệp định Thương mại TPP, một trụ cột kinh tế của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông cũng thắt chặt chính sách nhập cư, khởi động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đồng thời ban hành các đợt cắt giảm thuế quy mô lớn. Những quyết định này khiến ông vừa được ủng hộ mạnh mẽ, vừa bị chỉ trích gay gắt, làm nước Mỹ chia rẽ sâu sắc. 4 năm sau, vào năm 2020, Trump tiếp tục cuộc đua để giành nhiệm kỳ thứ hai, đối mặt với ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và nền kinh tế chịu nhiều tổn thất, cuộc bầu cử trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi kết quả kiểm phiếu cho thấy Biden giành chiến thắng, Trump không chấp nhận thất bại. Ông đưa ra hàng loạt cáo buộc về gian lận bầu cử, gây nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Đỉnh điểm của sự bất ổn là vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi một đám đông người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol với hy vọng đảo ngược kết quả bầu cử. Cuộc bạo loạn này đã khiến cả nước Mỹ và thế giới sửng sốt, dẫn đến nhiều cuộc điều tra và chỉ trích gay gắt. Ngay cả những đồng minh thân cận cũng quay lưng và một số nhà tài trợ quyết định rút lui. Tưởng chừng sự nghiệp chính trị của ông đã hoàn toàn khép lại, nhưng Trump dần lấy lại tầm ảnh hưởng trong Đảng Cộng Hòa. Những cam kết và tuyên bố gây tiếng vang khiến sức hút của ông trong lòng cử tri trung thành không suy giảm, thậm chí còn tăng lên. Một lần nữa, ông lại đứng lên bất chấp các rào cản và phản đối, tuyên bố sẽ đối đầu với nữ phó tổng thống Kamala Harris, người đại diện cho Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Cuộc hành trình trở lại lần này của Trump đầy rủi ro và kịch tính, hứa hẹn sẽ là chương mới đầy bất ngờ và sóng gió trong chính trường nước Mỹ. Việc Donald Trump trở thành một tổng thống với hàng loạt quyết định táo bạo và đôi khi gây tranh cãi bắt nguồn từ cá tính độc đáo và góc nhìn khác biệt về vai trò lãnh đạo. Ngay từ khi còn là doanh nhân, Trump đã nổi tiếng với phong cách lãnh đạo mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với khó khăn và không ngại phá bỏ những chuẩn mực cũ để đạt được mục tiêu của mình. Từ những năm 1980, dù coi chính trị là một cuộc sống rất tồi tệ, Trump vẫn không ngừng quan sát và bình luận về các vấn đề xã hội và quốc gia. Ông từng nói rằng những người có năng lực nhất chọn thế giới kinh doanh và bản thân ông khi đó đã tìm thấy thành công vượt trội tại đây. Tuy nhiên, vào năm 1987, ông lần đầu bày tỏ quan tâm đến việc tranh cử Tổng thống, bước chân vào một thế giới mà ông từng xa lánh. Năm 2000, ông tham gia tranh cử với tư cách ứng viên Đảng Cải cách. Rồi đến năm 2012, ông chính thức gia nhập Đảng Cộng Hòa, thể hiện mong muốn định hình lại chính trường. Đến năm 2011, Trump tiếp tục gây chú ý khi là một trong những người công khai nghi ngờ tính hợp pháp về nơi sinh của Tổng thống Barack Obama. Đặt câu hỏi liệu ông Obama có thực sự sinh ra tại Mỹ để đủ điều kiện làm Tổng thống hay không. Dù sau này thừa nhận, nghi vấn này là vô căn cứ, ông Trump đã tạo nên hình ảnh một người dám đương đầu với các câu hỏi nhạy cảm và không ngần ngại chạm đến những vấn đề bị xem là cấm kỵ. Khi tuyên bố tranh cử vào tháng 6 năm 2015, Trump bày tỏ một thông điệp mạnh mẽ rằng giấc mơ Mỹ đã chết, nhưng ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây là một tuyên ngôn mạnh mẽ, đánh vào lòng tự hào và nỗi lo lắng của cử tri. Phong cách trực tiếp, đôi khi đầy thách thức của ông, nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tiếng vang lớn.
trong cuộc bầu cử sơ bộ, Trump dễ dàng vượt qua hàng loạt đối thủ Cộng hòa kỳ cựu, giành lấy đề cử để đối đầu với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, một chính trị gia kỳ cựu và ứng viên sáng giá của Đảng Dân Chủ. Chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 đã làm rung chuyển nền chính trị Mỹ khi một doanh nhân chưa từng có kinh nghiệm chính trị trở thành Tổng thống. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Trump chính thức đọc lời tuyên thệ và kế nhiệm Barack Obama trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Từ thời điểm đó, ông bắt đầu thực hiện hóa những ý tưởng táo bạo mà mình từng theo đuổi. Với phong cách lãnh đạo khác biệt, ông cho rằng nước Mỹ cần phải đổi mới mạnh mẽ, cần phải phá bỏ những hệ thống cũ để xây dựng lại một giấc mơ Mỹ mới. Cách tiếp cận không ngại xung đột của Trump giúp ông thu hút một lượng lớn cử tri trung thành, những người tin rằng ông là nhà lãnh đạo duy nhất dám đấu tranh vì quyền lợi của họ, bất chấp sự phản đối từ giới truyền thông và tầng lớp chính trị gia truyền thống. Người kế thừa sáng giá trải qua 6 lần phá sản. Donald Trump không chỉ là doanh nhân tầm cỡ mà còn là biểu tượng của sự khác biệt và táo bạo từ khi bước chân vào chính trường. Để hiểu được sự hình thành của con người có tầm ảnh hưởng toàn cầu này, phải nhìn lại xuất phát điểm của ông từ một gia đình bất động sản danh giá ở New York. Là con trai thứ tư của Fred Trump, ông trùm bất động sản đầy quyền lực, Trump lớn lên trong môi trường luôn đề cao sự thành công và bản lĩnh. Chính vì thế, năm 13 tuổi, ông được cha mẹ gửi vào Học viện Quân sự New York để rèn luyện kỷ luật và kiểm soát bản thân. Những năm tháng ở đây không chỉ tạo cho Trump tinh thần thép và ý chí kiên định mà còn là bước khởi đầu để ông xây dựng khả năng lãnh đạo độc lập và kiên cường. Những tố chất sau này giúp ông ghi dấu trên thương trường và chính trường. Năm 1968, sau khi tốt nghiệp ngành kinh doanh tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, Trump đã sẵn sàng để bước vào lĩnh vực bất động sản, nối nghiệp cha mình. Khoảnh khắc quan trọng hơn nữa là khi anh trai Fred Trump Jr., người kế nghiệp tiềm năng, quyết định theo đuổi sự nghiệp phi công và sau đó qua đời ở tuổi 43 do ảnh hưởng của nghiện rượu. Mất mát này đã để lại trong Trump một bài học lớn khiến ông quyết định tránh xa rượu và thuốc lá suốt đời. Đó là dấu ấn quan trọng trong tính cách của ông, một người luôn giữ cái đầu lạnh, sự quyết tâm và khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu. Khởi đầu của Trump là khoản vay nhỏ trị giá 1 triệu USD từ cha mình mà ông đã dùng để tiếp quản công ty cho thuê bất động sản của gia đình, Elizabeth Trump & Son. Chỉ sau vài năm, ông đã chứng minh khả năng bằng việc mở rộng công ty ra khỏi những khu dân cư tại Brooklyn và Queens, bắt đầu các dự án cao cấp tại Manhattan. Năm 1971, ông chính thức tiếp quản quyền điều hành và đổi tên công ty thành The Trump Organization, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Với tầm nhìn xa và óc kinh doanh táo bạo, Trump chọn Manhattan là nơi triển khai những dự án bất động sản quy mô và xa hoa nhất. Ông đã phát triển tháp Trump, Trump Tower, một tòa nhà 68 tầng nổi bật giữa đại lộ số 5, không chỉ là biểu tượng của gia đình Trump mà còn là biểu tượng quyền lực và thành công giữa lòng New York. Không dừng lại ở đó, Trump mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực giải trí, trở thành chủ sở hữu các cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ. Năm 2003, Trump đạt được thành công lớn trên truyền hình khi trở thành giám đốc sản xuất kiêm người dẫn chương trình của Celebrity Apprentice. Chương trình thực tế này đã đưa hình ảnh của Trump đến với hàng triệu người Mỹ, củng cố thương hiệu cá nhân và xây dựng một hình ảnh ông trùm quyết đoán, lạnh lùng và sẵn sàng thử thách người khác. Tuy nhiên, con đường của Trump không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ông từng 6 lần nộp đơn xin phá sản doanh nghiệp, đặc biệt là trong những năm 1990, khi thị trường bất động sản đầy biến động. Nhưng mỗi lần vượt qua khó khăn, ông lại trở nên mạnh mẽ hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngay cả khi giá trị tài sản ròng giảm dần trong những năm gần đây, ước tính khoảng 4,6 tỷ USD theo tạp chí Forbes vào năm 2023, Trump vẫn không ngừng tiến về phía trước. Những thăng trầm này đã giúp ông hiểu rõ sức mạnh của việc táo bạo và luôn khác biệt. Chính tính cách này đã chuẩn bị cho ông bước vào cuộc chơi lớn nhất của đời mình, trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Như trong cuộc sống kinh doanh đầy thách thức, Trump tiếp cận chính trị theo cách không giống ai, thể hiện rõ rằng ông là người sẵn sàng đối đầu và thay đổi bất kể cái giá phải trả. Ba lần kết hôn và câu chuyện đời tư đầy tranh cãi. Donald Trump không chỉ là một Tổng thống gây tranh cãi trong các chính sách, mà còn nổi tiếng với đời tư phức tạp, nhiều sóng gió và thu hút sự chú ý mạnh mẽ của công chúng. Được biết đến như một doanh nhân giàu có và nổi bật, Trump đã có 3 cuộc hôn nhân đầy ồn ào. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với Ivana Zenikova, một người mẫu kiêm vận động viên người Cộng hòa Séc, người đã cùng ông chia sẻ hào quang của cuộc sống xa hoa. Họ có 3 người con, Donald Jr., Ivanka và Eric. Tuy nhiên, sau những đồn đoán ngoại tình và xung đột gia đình, cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 1990 trong sự chú ý của giới truyền thông. Năm 1993, Trump kết hôn với Mala Mablet,
một diễn viên quyến rũ và táo bạo. Cuộc hôn nhân thứ hai này nhanh chóng trở thành tiêu điểm của báo chí khi họ sinh cô con gái Tiffany. Tuy nhiên, mối quan hệ không kéo dài và hai người ly hôn vào năm 1999, khép lại một chương đầy kịch tính trong đời sống cá nhân của ông. Cuộc hôn nhân thứ ba với Melania, một người mẫu Slovenia, diễn ra vào năm 2005. Đây là giai đoạn mà Trump đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp và Melania, với vẻ đẹp thanh lịch, đã trở thành người bạn đời bên cạnh ông khi ông chính thức bước chân vào chính trường. Họ có một con trai tên Baron, trong khi các con lớn của ông, Donald Jr., Ivanka và Eric, đều tham gia vào điều hành Trump Organization. Cuộc sống gia đình của ông lại thường xuyên là tâm điểm chú ý, không kém gì các chính sách của ông. Bên cạnh những cuộc hôn nhân đầy sóng gió, đời tư của Trump còn dày đặc những cáo buộc tranh cãi và bê bối kéo dài qua nhiều năm. Theo đài BBC, ông từng đối mặt với những cáo buộc về hành vi tình dục sai trái và nhiều vụ bê bối ngoại tình. Gần đây nhất, ông bị bồi thẩm đoàn Liên bang Mỹ yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho nhà văn E. Jean Carroll sau khi bị buộc tội tấn công tình dục bà. Trong một vụ kiện khác, Trump phải đối mặt với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến số tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử 2016. Những vụ việc này, cùng với phong cách không giống ai, đã làm nổi bật hình ảnh một tổng thống đầy khác biệt và nhiều tai tiếng, người không ngừng phá vỡ các chuẩn mực truyền thống trên chính trường lẫn trong đời sống cá nhân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.